Tiếp tục tập trung truy vết khoanh vùng để chặn đứng các nguồn lây nhiễm, tăng cường kiểm tra và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch trong trạng thái mới. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành, quận huyện vào cuối giờ chiều qua ngày 6 tháng 11. Trong số 21 ca mắc COVID-19 ghi nhận hôm qua ngày 6 tháng 11, có 2 ca ít có khả năng lây nhiễm, 19 ca còn lại tùy từng mức độ khác nhau nhưng đều có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc hiện liên quan đến 5 chuỗi lây nhiễm và 4 chuỗi trong số đó chưa xác định nguồn lây. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá tình hình dịch của thành phố đang diễn biến rất phức tạp liên quan đến các chuỗi lây nhiễm trên địa bàn. Đề nghị các đơn vị địa phương tiếp tục tập trung điều tra dịch tễ và khoanh vùng trên quy mô nhỏ nhất có thể nhưng vẫn phải đảm bảo được các điều kiện phòng chống dịch theo quy định, cố gắng tổ chức cách ly F1 tại nhà trên tinh thần đảm bảo hiệu quả theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương nên khẩn trương đánh giá lại tình hình dịch trên địa bàn, trong đó nhấn mạnh. Trên cái tinh thần dịch thì đề nghị là các đơn vị quận huyện là rà soát lại và đánh giá nhanh cái tình hình, có cái sự thay đổi cấp độ ở các cái địa phương theo cái mức độ mức độ xã phường, thì chúng ta cũng phải có cái nhận định sớm và có cái chủ động để mà có cái chuyển cấp độ của địa phương cho nó kịp thời và tránh cái trường hợp là mình chuyển nhanh quá thì các cái đơn vị, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh hoặc các cái doanh nghiệp sẽ khó khăn, thì cái này thì đề nghị là chúng ta phải có cái tính toán. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch, trong đó lưu ý vấn đề kiểm tra, giám sát, cách ly người về từ các địa phương có dịch và bảo đảm an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhất là trong việc triển khai quét QR code. Đề nghị là các cái địa phương và các anh chị phải tổ chức kiểm tra, giám sát và có cái việc thông báo. Đến như bây giờ là chúng ta không có nhắc nhở nữa. Các quận huyện phải chủ động, và nếu như mà bắt đầu từ ngày mai mà nếu như là tổ công tác của Ủy ban mà đi đến quận huyện, đến những cái điểm mà chúng ta vẫn còn tình trạng đó thì là chúng tôi sẽ báo ngược lại cho các địa phương để các cái địa phương có cái quyết định xử phạt. Thì mình làm căng như đó thì các cái đơn vị họ mới làm, chứ còn nếu không là họ không có làm đâu. Thì tôi bắt đầu từ thứ ngày mai là các quận huyện lưu ý cái nội dung về công tác kiểm tra, giám sát đối với cái việc mà quét mã cũng như là các phương án phòng chống dịch ở các cái đơn vị. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế và các đơn vị triển khai công tác tiêm chủng và xét nghiệm chặt chẽ phù hợp với từng đối tượng trong từng giai đoạn dịch của thành phố, trên tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Chuẩn bị các cơ sở y tế để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trong trường hợp số ca dương tính tăng lên, đồng thời sẵn sàng cho tập huấn trạm y tế lưu động sắp tới. Yêu cầu Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tổng hợp danh sách toàn bộ phương tiện tàu thuyền và ngư dân ra vào tàu cảng và có báo cáo với Ban chỉ đạo, giao Sở Y tế chủ trì sớm triển khai diễn tập điều trị F0 tại nhà.